rửa mũi cho bé ở lứa tuổi từ 1 tuổi đến 3 tuổi nó sẽ gồm có các bước như sau. Ta sẽ cho trẻ rửa mũi ở tư thế ngồi. Trước khi rửa thì mẹ có thể là nhỏ vào Otrivin với hàm lượng là 0,05% vào mũi bé từ 1 đến 2 giọt mỗi bên. Sau đó xay nhẹ mũi bé và chờ trong vòng khoảng từ 3 đến 5 phút. Nước muối đưa vào mũi trẻ phải ở nhiệt độ của cơ thể, có nghĩa là từ khoảng 30 đến 40 độ. Nếu các mẹ có nhiệt kế thì có thể đo bằng nhiệt kế. Nếu không có nhiệt kế, các mẹ có thể nhỏ 1-2 giọt nước muối vào mu bàn tay của mình. Nếu như thấy là không có cảm giác nóng hoặc cảm giác lạnh thì đó là nước muối đã đủ nhiệt độ để nhỏ vào mũi trẻ. Nên dùng xi lanh nhỏ với một lượng nước muối dùng được mỗi lần khoảng từ 3 đến 5 ml đưa vào nước muối vào mũi dọc theo sàn mũi và bơm với một cái áp lực rất từ từ và rất nhẹ nhàng. Không bơm nước muối với áp lực rất mạnh, mục đích để đẩy sang bên mũi bên kia. Vì như vậy trước khi sang mũi bên kia có thể nó sẽ lên trên vỏ nhĩ và lên trên tai gây viêm tai giữa. Xay một lúc thì lượng nước muối đó loãng ra và sau đó nếu trẻ nào lớn và đã biết xì, chúng ta hướng dẫn trẻ xì mũi ra, hoặc không thì chúng ta sẽ dùng các dụng cụ để chúng ta hút bớt dịch nhầy ở mũi. Với trẻ bé thì chúng ta có thể dùng cái dụng cụ hút, một đầu sẽ đưa vào mũi trẻ, một đầu mẹ ngậm và dùng áp lực của miệng mẹ để hút sạch cái dịch nhầy ở trong mũi con. Mẹ có thể là rửa mũi cho bé với cái cách như là bác sĩ đã vừa hướng dẫn ở nhà từ 3 đến 5 ngày. Nếu như tình trạng của con không cải thiện thì các mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ.